có thể sẽ gây rắc rối lớn cho Android theo Strategy Analytics việc Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen sẽ làm cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ra mắt hệ điều hành mới vào cuối năm 2019 tại Trung Quốc sau đó nhiều khả năng hệ điều hành này sẽ xuất hiện trên thị trường quốc tế vào năm 2020 Hongmeng OS có thể sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với hệ điều hành Android hiện tại hệ điều hành Android đang đứng vị trí đầu bảng chiếm hơn 80% thị phần smartphone dĩ nhiên con số này có được cũng một phần nhờ vào Huawei hãng smartphone thứ hai thế giới với hàng loạt các thiết bị chạy Android. Ngày 14 tháng 5, Huawei đăng ký bản quyền tên hệ điều hành Hongmen tại Trung Quốc. Nền tảng này nằm trong danh mục chương trình hệ điều hành, phần mềm vận hành máy tính. Bên cạnh đó nó sẽ được sử dụng trên smartphone, máy tính bảng, laptop và nhiều thiết bị khác. Ngoài ra thương hiệu Arc OS cũng được hãng đăng ký bản quyền vào ngày 24 tháng 5 tại Liên minh châu Âu. Nhiều khả năng, đây sẽ là tên gọi trên thị trường quốc tế của hệ điều hành do Huawei phát triển. CS Marina nhận định những mô tả của ông chủ Huawei cho thấy, Hongmen OS đang được phát triển theo hướng đa nền tảng đa thiết bị, giống với hệ điều hành Fuchsia được Google hé lộ lần đầu vào năm 2016.